chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái video clip mà thay pin Samsung S10 nha các bạn. Thì Samsung S10 nó ra thì cũng lâu rồi, 1-2 năm gì hơn. Cho nên là pin của nó giờ xài đó nó giảm nha các bạn. Nó giảm, nó không cầm như trước nữa. Thì giờ thấy khách gửi cho mình là thay pin. Giờ mình sẽ tiến hành làm cái clip để tháo máy và thay pin nó nghe các bạn. Đầu tiên là mình tháo cái phần lưng này ra nha. Đây nó lưng, nó xài lưng viền và đó là cái lưng mà dạng như kính xi màu các bạn. Cho nên khi tháo thì mình tháo rất kỹ để không nó sẽ chóc cái lớp xi ở trên cái lưng này nè. Thì muốn tháo được cái lưng này thì mình sẽ bỏ lên máy mình gia nhiệt nha các bạn. Giờ mình sẽ mở máy mình gia nhiệt lên các bạn xem á. Và đầu tiên mình tắt nguồn máy nha. Tắt nguồn các bạn. Và để lên cho nó máy cho nóng. Thì bây giờ nhiệt độ của cái máy gia nhiệt nó lên cũng nóng rồi các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành tháo lưng máy và tháo máy nha các bạn. Đầu tiên mình dùng một cái miếng kiến nha các bạn. Miếng PE nè, miếng nhựa mỏng nha. Mình sẽ lòn vô trong cái khe ở dưới đít máy. Lúc này máy mình nó nóng rồi, keo nó đã mềm các bạn, cho nên là làm rất là dễ nha. Đó. Bạn lòn nhẹ vô. Bạn gà theo các cạnh góc thì nó keo nó sẽ nhả ra luôn nha các bạn. Các bạn thấy là keo mà keo zin nó dễ nhả lắm, mà với điều kiện là phải có nhiệt độ nha, độ lên cao mới được. Cái phần kiến này mình an toàn này, cho nên mình sẽ bỏ qua một bên nha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vệ sinh sơ sơ cái keo này, chỗ mấy chỗ con ốc ha, sơ sơ thôi các bạn. Tại vì cái keo này mình có thể mình tận dụng để mình sử dụng lại được nha các bạn. Thì tận dụng như thế nào thì nào để nữa mình sẽ nói luôn cho các bạn biết. Đây là cái keo zin của hãng. Có hai cách nha các bạn. Một là các bạn vệ sinh sạch sẽ xong các bạn sử dụng keo B7000 nè, sử dụng keo này mình dán cũng được. Còn không nữa thì các bạn cứ làm như cách của mình vẫn ok, khi ráp máy vẫn keo vẫn dính và khít đàng hoàng. Đây là con máy này nguyên zin nha các bạn, chưa sửa lần nào nha.
các bạn tháo hết ốc, và sau đây là chỗ này nó sẽ có một cái tem của hãng nha các bạn. Đây mình sẽ tháo luôn, máy này cũng hết bảo hành rồi cho nên là tháo luôn, vô tư luôn. Và khi mà máy mình tháo rồi thì sẽ không còn bảo hành của hãng nữa nha các bạn, dù máy mình còn hay là hết bảo hành cũng vậy. Có xong ngóc các bạn tách cái phần bảo vệ của men máy, đây là phần bảo vệ và cái miếng đây là cái miếng sạc không dây các bạn, đây là miếng cái miếng sạc không dây của cái máy S10, bỏ qua một bên nha. Tiếp theo là đây cái phần pin của nó nè bạn, thì để lấy quả pin này ra thì cũng hơi khó đó, mình tìm cách mình lấy. Các bạn chú ý lấy pin mình khéo léo kỹ tí nha các bạn. Cái mẹo lấy của pin này thì nếu biết thì nó dễ nha, còn nếu không thì bạn tháo là cũng nguy hiểm lắm. Khi tháo bạn dùng cái, nếu mà có tuôn nhựa bạn dùng tuôn nhựa nha, mình không có tuôn nhựa cho nên mình dùng cái tuôn sắt này. Tuôn nhựa bạn để thẳng như đây nè, chỗ gốc này nè, bạn lấy lên thì cái nó sẽ bung nhẹ nhẹ lên, còn nếu không các bạn nại cái kiểu nó cũng không ra đâu. Với lại cái thêm lưu ý nữa là khi mà tháo pin á là không được dùng cái vật nhọn như tôi này, ví dụ tôi dùng tên này thì bạn nhẹ tay làm cách xa được để lủng pin, lủng pin là nó sẽ cháy nha. Đây này pin cũ, pin gin nè, mà nó hết cầm mình bỏ qua bên nha các bạn. Đây là cái pin của mình, pin này cũng mới lấy vậy. Thì về chất lượng pin này so với pin gin thì nó sẽ 1 9 1 10 các bạn. Nói chung linh kiện thay thế thì mình thấy cái nào tốt nhất thì mình sử dụng ha, nó sẽ thay thế cho những cái linh kiện gin để mình tiếp tục sử dụng được máy. Thì giờ pin mình đã lắp vô rồi thì nó còn cái lớp keo cũ cho nên mình không cần dán keo nữa, nó vẫn thích và cứng ha. Bây giờ mình sẽ mở nguồn máy. Thì các bạn nào có nhu cầu sửa chữa điện thoại liên hệ cho mình nha các bạn, để mình đi lấy danh thiếp cho các bạn xem số điện thoại ha. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa điện thoại, thay thế linh kiện ép kính thì liên hệ cho mình qua cái số điện thoại mình ha. Các bạn mình ở ngã 6 thành Hậu Giang nha. Bây giờ thì mình sẽ test sơ sơ chức năng máy và mình ghép máy lại nha các bạn. Thì nói chung thay pin này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chức năng máy hết, mình tháo ra vậy rồi mình ghép lại là nó không ảnh hưởng gì hết các bạn, mình đâu có tháo men tháo gì đâu, chỉ sợ là chốc thủy này kia thôi các kiểu thôi. Rồi bây giờ máy mình ghép ok lên, ok rồi mình tắt nguồn mình ghép máy nha các bạn.
bạn gắp siêu vô thì chủ yếu mình gắp cho cái siêu nó khớp xuống cái sườn, tại vì nó xài khớp nha các bạn, khớp xong mới dặn ốc. Khi nó khớp xuống sườn rồi mình sẽ dặn ốc nha các bạn. Chú ý mình khi mà tháo gắp ốc đó, mình để đúng ốc vị trí của mình nha, tức là mình đừng để lộn xộn với những con ốc của những máy khác nha các bạn. Rồi sau đó mình gắp đủ ha, thì ở đây mình sẽ không dán keo mới mà mình dùng luôn keo cũ của máy khi còn zin ha, tức là khi nãy nó nóng nó chảy ra thì mình lấy cái lưng ra bình thường. Và bây giờ mình sẽ dùng cái keo này mình nịnh lại, mình dán lại luôn các bạn, nó vẫn dính nha, mình đã thử nghiệm rồi. Và khi mà dùng cái keo này thì nó sẽ đẹp máy, dán nó đẹp máy hơn là dùng keo ngoài. Giờ mình tiến hành mình gắp nha các bạn. Nó vẫn dính, khi mà nó kết dính hai cái lớp keo lại với nhau thì các bạn không có thể nào mà rơi rớt ra được, hay là dùng tay hay là gì đó nó không rớt ra. Khi nào mình tháo máy mình bị chóc keo mình phải dùng coi keo ngoài nha các bạn. Thì bây giờ để keo nó khít lại thì mình sẽ dùng sợi dây thun mình nịt cố định. Giờ máy mình kéo xong ok các bạn. Video clip thay pin Samsung S10 kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video nhé.